Ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Ngô Văn Đức, sinh năm 1989, trú xã Quảng Thanh, huyện Quảng Trạch, và tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. Theo cáo trạng, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2018, Ngô Văn Đức đã thực hiện 7 vụ trộm cắp trên địa bàn thành phố Đồng Hới, với tổng thiệt hại về tài sản là 360 triệu đồng. Bị cáo khai thường đi dọc các tuyến phố, tìm nhà dân vắng người, cửa thông gió khóa sơ sài, liền cậy cửa đột nhập trộm cắp tài sản. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án Nhân dân thành phố Đồng Hới tuyên phạt bị cáo Đức 8 năm tù. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cung cấp đã kháng nghị bản án. Trong phiên phúc thẩm,